vô dồi dào nha. Ừ, cảm ơn Mai nha. Mày lớp vậy hỗ trợ người thì được rồi. Ai đó cây năm mới vui vẻ làm người ai làm thế gì ơi. Đừng có chơi để thấy thì thì cho. Tết năm nay đẻo điện làm gì đây? Alo, đào năm mới đèo điện gì có gì không con? À, con điện con chúc chị năm mới vui vẻ. Mà ăn phát đạt hả, trời ơi, tiền vô như nước cục 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 luôn nha. Trời ơi, cảm ơn con nha. Trời ơi, bay mở gần tao, tao lì xì cho bay rồi. Mà sao quá, dịch đâu có được đi thăm đâu hết con. Trời ơi, chị ơi, ở xa vậy thôi, chứ lì xì cũng được, chị ơi. Trời ơi, ba đồ công nghệ cái gì là chị biết con ơi. Mở mắt ra mắt gì mờ, tay gì cũng hả. Công cách nè, xấu bắn được đâu. Tao nói đơn giản cái gì vậy, giống như đã ba chấm, nhấn ngay con lì xì. Ở chọn thiệt lì xì rồi lại lì xì được à. Chị em, trời ơi, vậy đó, tao thăng quăng qua dễ ẹt luôn á. Tao quăng trời ơi, 80 ướt cũng được nữa. Đỡ có công mở ra lì xì lộn cái lộn lui. À thôi, nó mới gì vậy, gì cũng nói gì đi dọn nhà nha. À, khoan khoan khoan, là người ai làm thế gì. Ờ, tao quăng qua đèn, tao quên, từ có nhận được rồi, cảm ơn gì nha. Là ảnh của em ấy trên mạng. Và hôm nay được gặp em ấy ngoài đời. Ngoài đời em ấy xa với mọi người. Không biết mình có nên tiếp tục quen em ấy nữa không. Mình thất vọng quá mọi người ạ. Chị gái lại qua chơi nhà. Trời ơi chán. Nhà cơm nước rồi ăn chưa cưng mà sao ngồi làm ghê vậy. Em ngồi em ăn dừa thôi mà. Chị có duyên ghê. Cắt cái đầu như Lisa vậy đó. Hả? Trời ơi, chị thì không có được gì ăn chân cưng. Trời ơi, trai chị đi Sài Gòn vậy, tôi mua chị mấy con cua biển. Mặt tôi luôn. Ủa, mặt con cưng á. Hả? Ờ, thì con cua nó mặt con em. Chị dòm lại đi, em chị khác nhau chỗ nào. Trời mà chị nói gì vậy. Hả? Thôi, ôi nè nè qua, định qua bưng cho con ăn. Mà thấy có ba con, cái chị không đủ xí chắc cho chị. Hả? Chị vừa giàu, chị vừa sang mà chị còn có duyên ghê vậy. Ờ, mà cưng ơi, được gì ăn. Chắc cá được không? Chị biết mà, trời ơi. Nhà ăn cá quen, chị ăn cua rất thợ ngán. Ngán lắm. Ờ thì nhà em không có gì nhiều, nhà em nghèo đâu có được con trai mua con cua chà má chà má gì đâu. Ờ mà giờ chắc em cũng dọn cơm để ăn đó chị. Ấy à, mấy con đi ra ăn cơm vậy. Con cái giờ này cũng chưa hết má gì kêu mày. Trời ơi, mình không có gì ăn nhiều lắm á. Ăn đi chị. Trời ơi chị ăn cua ngon chị. Chị ăn được cái ba con, em được con không còn chỗ xíu đi à. Ăn đi chị, ăn đi chị, trời ơi con ăn cua chúng nè, trời ơi ăn đi. Khi nhà có khách. Tấm ơi, tấm à. Ừ. À, chị mới lại chơi hả? Chị ngồi đó em lấy xuống đi chị uống. Ờ, chị qua chơi xíu thôi, nó có gì đâu. Trời ơi, con mấy đứa nhỏ ngoan dễ sợ, con cưng ngoan ghê luôn à. Hả? À, dạ con em với chị, trời ơi, không cần kim la gì trơn, không cần ca cậy chứ, tự làm chị nó ngoan lắm. Nó có được chơi rồi, không phải quậy quạng gì trơn, nó ngồi ăn cơm xong nó ngồi làm gì đó chị. Trời ơi, nó có tay phước đức quá trời luôn, đẻ được mấy đứa con, nó mát lòng mát dạ thiệt sự luôn. Trời ơi thôi chị khen quá khen thôi, vô ngồi uống nước trà chị. Khi nhà hết khách. Trời ơi con gái con lứa 1-2 giờ chiều còn nằm ở đó ngủ bay phải không. Vậy làm chị đây nằm ngủ ngủ gái lứa gì đâu lớn già nào ngủ để tao được gì đây hết. Đó ôi mày ngồi nghỉ xíu. Tao với cha mày làm thứ bà luôn, mày còn nằm đó ngủ. Ngủ đi cho ngủ, ngủ đi. Gái con lứa lớn già cái đầu không nghe được gì đâu. Trời ơi biết rồi đi liền. Cái thằng này trụ cha mẹ làm chị tùm lớp mày cổ nó mày ngồi nhai đi. Mày nhai mà mày ăn cái chén đi nha. Cái đống chén nợ như ngoài kìa. Con cái nào không phụ giúp được gì ngồi nhai ăn chị hình. Mày ăn cái gì hình cho tao nha. Nha. Trời đất, đánh ra. Tụi gọi mày liền. Ờ, cho mày ngồi mày uống cái đống chén nha. Mời cái cái vô thận mày bây giờ đó. Ngồi mày uống đi ăn ngoài đi. Con với cái gì đâu không. Hả? Con với cái lớn già đậu trong nhờ giả đậu chỉ cho cha mẹ làm muốn chết luôn vậy hả? Ngồi đó ăn uống cho chơi ngủ nghe con nè. Tao biết tao tiếng là chủ cái nhà này hay là ở đợi tụi mày nữa. Trời ơi con cái. Hả? Mày dẹp cái điện thoại đi học bài không? Con biết rồi, chút xíu. Một tiếng mới dẹp cái điện thoại đi học bài không? Mệt chút xíu đi. Hả? Yeah, yeah, yeah. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nha. Nào hơn đêm nay. Cầu cây bắc ngang qua suốt. Mỗi khi mẹ tôi kêu đi mua đồ. Ê ơi, ý à, kêu con có chuyện mẹ.
tao đưa tiền là lấy tiền chạy lên mà tao mua cho nước mắm về làm ra ăn cơm rồi hết nước mắm rồi kìa. Ôi con đi ông trời rắn chết đi chiều chiều bát bát ra đi giờ đi bể đầu quá. Đi nhanh lên nghe rồi tao cho mày cặp đất mà ăn nghe nghe mày không đi 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 mày. Tao mới đưa con có 10 ngàn vậy còn thiếu đâu đủ tiền đâu thiếu 5 ngàn lận sao thiếu rõ ngay tôi nhớ một cây 10 ngàn làm sao thiếu được hả mày mày 5 ngàn tiền ship chứ trời ơi thời đại này rồi cái gì cũng cần tính tiền ship chứ tiền ship nữa hả tao ship cho mày một cái là mày ship mày mày đi ra kìa 5 ngàn mà cũng được nữa biết rồi đi mua liền. Ủa nãy mẹ kêu mình mua gì quên tiêu ta à nhớ mày đi mua đồ cho tao chứ mà mày ngồi đó vậy con mua gọi rồi đó mới lại nó coi ta để anh biết đó à cứ làm đi à rồi gì đây ý hả bơi đang cho bò ăn rồi không cho bò ăn mà chữ nữa đó kêu mày mua gì đây hả tao kêu mày mua gì đây ủa quên gì đâu thì mới dặn mua nước ngọt á thì mua 3 chai nước ngọt luôn đó có quên gì đâu hả mày quên gì phải không mày quên gì phải không mệt quá trời luôn không hiểu luôn á nè có 2 ngàn tiền dư à cũng cho nữa nè trả nè hả đó muốn cọp mắt vui luôn nè muốn thôi làm dữ trời mỗi khi nhà tôi mần lúa. Em má ơi này nhanh nhanh đi con đi vô nắng quá à mày để nó đi trời ơi không phụ tao được gì trơn á không có không phụ được cái bộ phụ được gì mà đó trời có làm được gì đâu con làm đó con làm nhà báo xả keo hồi tao ghét cái chổi hồng bây giờ à cho mày coi truyền hình đó mình thổi hoài đi cái mày ấy à yêu con nhiều mà mày ở đó đi mày phụ tao làm chuyện đó nè chuyện lớn hơn mình làm nằm đó mày nói điện thoại ôi con đụng vô lúa đâu đụng vô nó ngứa chết rồi đụng vô chịu nổi đâu hả chết nha ra đây phụ tao làm chuyện ở đây biết rồi đợi con xíu mày làm gì bận rộn cái vậy tao lại tao má có kêu con làm gì lên tao đàn bà con gái tao còn không sợ nắng nữa mà kêu mày đi mày bạch kìa bạch kìa mày coi có ai giống mày không đợi một đêm khẩu trang nữa gỡ khẩu trang nó sẽ đỡ ngợt có thể không có được nha hư nha gỡ khẩu trang là không được nha đang ủ kem trộn trời nắng chết luôn nè đi ra đây nên thui sao được hư nhá tao nhát nó một cào cái họng mày bây giờ nghe mày ở đó làm chuyện nó làm nó làm gì khùng vậy kim là ai lọt thì lọt con lọt nè hả con lọt rồi nha hả Trang mình xin lỗi được chưa hỏi có lỗi phải gì mày mày ở đó mày hư nè đi cho mày biết nha mày hư nè đi con biết rồi khi chiều cao của bạn có giới hạn. Đi ra đi, coi má mày nè. Có vậy không mắt cũng được nữa. Lùn mà lối không có làm ăn gì được trơn. Con không làm ăn gì được trơn. Cha mẹ 1m5, 1m6 không. Đẻ con ra gì? Kêu mà con 1m3. Hả? Nhìn mày chán. Mẹ vẫn gì chê mà tức á. Làm thế nào để kêu chị vẫn chưa chịu thua đâu. Ủa Cam, cưng còn dừa không cho chị xin trái dừa về nấu cơm thịt kho vịt coi. Thịt dạo này mắc quá nên chị mua cái 5kg về kho ăn à. Dừa hả? Nè trời ơi mới đẻ mấy trái thì chị coi lấy mấy trái chị lấy đi. Trời ơi nhà có mấy cục đất trồng được mấy cái dừa thì bán được nhiêu em? Chục còn được có 10 mấy 20 ngàn à. À hả? Chứ đâu như ai kia suốt ngày á đi xin đồ hàng xóm mà còn chê khen nữa chị. Hả? Mà hả? Nè con thấy không? Con chị nó mới sắm chị điện thoại iPhone 10 của em. Trời ơi nó xịn dữ lắm. Em dọa em coi bấm chị khỏi chị không biết. Hả?
em dân nhà quê mày đâu xài đâu biết đó đâu chị ơi, chị hỏi người khác đi. Trời ơi, có thử đi, có thử đi. Đẹp lắm vậy, bấm thêm mượt có bấm thêm giùm chị không biết gì chứ. Trời ơi, em nghèo hèn đó sao điện thoại xịn xịn vậy em xài được chị? Có hai cái. Hả? À, trời. Hả? Ủa mà con cưng, anh đã được xin gì vậy? Thì con em học sinh trung bình. Trời ơi con, chị thì không có gì mà nó học sinh xuất sắc em. Bởi vậy hả, giờ nghỉ hè rồi em. Nghỉ hè rồi mà trường dẫn bắt nó đi học mình chuẩn bị thi quốc tế. Hả? Ủa Tám tới mới qua chơi hả? Con tèo thi lại xong chưa Tám? Vậy con học sinh xuất sắc mà con. Nói gì kỳ vậy con? Con nói gì kỳ vậy? Hả? Gì má, nó học sinh giỏi vậy. Nó học chung lớp với con, nó thi lại là như con biết nha. Hả? Chị xin đủ dừa cho chị. Trời chứ em dừa quá trời dừa rồi. Đây là đôi khi vừa sắm được đồ mới. Giày mới. Ừ. Không, tìm dư quá đi mua giày, mua dép suốt ngày. Đã đóng cái đóng trong nhà đó, cũng mua nữa. Ừ. Nhưng má kỳ quá à. Tiền con mua thôi. Xuất sắc rồi. Tao hết nói nổi mày rồi đó. Hả? Ơi. Mấy bữa sau. Kệ đi má ơi. Yeah, hả? Có gì đâu. Trời ơi. Má nói có sai đâu. Mấy bữa. Mỗi khi bà hàng xóm khen tôi đẹp. Trời ơi, Cám ơi, nay bận đồ mới nè phong. Tội tao nó xa, nó chậm kìa. Chưa có ai mà sang chậm như cưng được luôn Cám. Lần đầu tiên chị thấy luôn hết Cám. Thôi, bớt khen những cái đi. Qua đây làm gì, nói lẹ ăn tiếng. Tính mượn tiền phải không? Má đâu, chị nói thiệt mà. Tôi là tôi nhìn cái mặt bà hai chữ mượn tiền, nó nổi chà bá lên luôn rồi đó. Đừng có nói. Trời ơi, có cái áo bận hoài là lấy đâu áo bớt đẹp. Đẹp đâu nha. Thì đâu có ai mượn tiền đó. Tiền không cho mượn 200.000 coi. Trời ơi, không có tao cho chúng mày, không có sớm nào có ai cho chúng mày đâu cho mày biết. Không có ai cho chúng mày đâu mày biết. Trời ơi. Xin lỗi bà, tôi tải app Gabo về. Đây có tính năng lắc các bạn á. Bà lắc cái là ra bạn à, lắc cái là ra bạn à. Triệu trong đó còn có làm nhiệm vụ mời bạn bè là tao có tiền rồi, có quà nữa. Trời ơi, nó chắc cần chị á chị nghe. Rồi có cho mượn không vậy? Hả? Ối mày tưởng mình đào nho. Ủa Cám này, dạo này mày xài cái gì mà nhìn mày trắng trẻo đẹp gái quá vậy? Chỉ đi coi. Thôi đi chị ơi, em có rảnh nên chỉ chị. Trước giờ chị cho em đen, cho em vàng, cho em lúa không? Giờ kia em chỉ ai rảnh cho mà chị? Hả? Trời ơi, chị nghe hàng xóm chỉ tí coi, lâu lâu tao chửi một câu hai câu chứ đâu có làm mày thương mày chết. Giờ chỉ coi. Không có chị em hàng xóm với mấy người chứ, mấy người ơi mệt mỏi quá. Ấy trời ơi, chỉ tao với coi trời. Mày nghĩ chị em với nhau không nè, chị đi cưng. Chị đi, chị vote trên TikTok cho cưng nè. Anh ta không chỉ là ta không chỉ, giờ mày làm cái gì ta cũng không chỉ cho nữa mẹ ơi. Chị em chứ không chỉ là không chỉ. Chê cho đã vô đi còn chê người ta. Nè, ta thấy rõ ràng rồi thấy không? Khỏi chói mày xài rõ ràng nè. Không chỉ là ta đồn khắp xóm này nguyên một tuần lễ mày chưa tắm luôn á. Chị thấy rồi thì em nói luôn, em xài kem ý dĩ của hiệu Ruby nè. Chất kem dạng lô sành mau thấm mà dễ sáng dễ trắng da nữa. Em mua trên Facebook chị Diệp Bùi á. Thích thì mua, không thích thì mua. Mắc mệt quá à, làm dữ vậy trời ơi. Hả? Đó, vậy nha ngon, mà tới bữa đám cưới mình trắng rồi. Mình bận đồ đàng hoàng nhẹ nhàng thôi, đừng bận bướng như mày. Đi chưa Cắm ơi, trời ơi mệt ghê, giờ mày đi trễ quá à. Thôi đi chị, trời ơi từ từ làm dữ vậy. Hồi không biết bận đồ vậy có chìm quá không. Bận đồ vậy ai đồ mày hả? Lại có đẳng là cô dâu nào độ cho mày. Ủa đây chắc bận lớn đó đó. Sao ha, đừng sao xài kem ý dĩ nha phải không? Người ta xài kem ý dĩ đó, ngu sắm xài mày.